Đó luôn nha, bắt đầu biểu diễn đi. Luôn là luôn Vi, chỗ đó đang trống mà Vi, đang trống nè, tới luôn. Ok. Sồn luôn đâu. Xuống này lộn ra trời. Còn gì nữa con? Còn mấy động tác nhớ không? Ok. Hợp lại bình thường. Kia mình thả tay ra, thả tay ra. Chân qua kia, chân hướng qua kia. Ok. Tiếp theo. nó bị kẹt. Rồi là bật lên luôn, nằm lên bật lên luôn. Nằm xuống bật lên luôn chứ, quên hả? Thôi được rồi, một lần thôi Vi. Một lần thôi chứ. Chính giữa. Từ từ con. Kép lại từ từ lại. Kép chân lại. Tự tin lên. Rồi giãn háng ra. Rồi xuống. Ok xuống được rồi. Rồi lột 3 vòng, lột tới 3 vòng. 1 2 3 rồi lột kiểu. Ok. Hai chân khép lại. Ok. Ok được rồi.